Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay 18 tháng 10, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội cho biết, tính đến ngày 30 tháng 9, tổng số tiền giảm giá điện, giảm tiền điện trong 4 đợt cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thủ đô là 1.850 tỷ đồng. Cụ thể, đợt giảm giá điện đầu tiên áp dụng số khách hàng được giảm giá tiền điện đợt 1 là trên 2,5 triệu khách hàng với tổng số tiền giảm trước thuế là trên 891,3 tỷ đồng. Đối tượng được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2, tổng số khách hàng được giảm tiền điện, giảm giá điện đợt 2 là trên 2,3 triệu khách hàng với tổng số tiền giảm trước thuế trên 368,2 tỷ đồng. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, tổng số khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3 và đợt 4 là trên 2,3 triệu khách hàng với tổng số tiền điện giảm trước thuế là trên 591 tỷ đồng. Trong đó, đối tượng được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 là cơ sở lưu trú dịch vụ, các cơ sở phục vụ phòng chống dịch COVID-19 không thu phí. Thời gian thực hiện trong 7 tháng liên tiếp kể từ kỳ hóa đơn tiền điện vào tháng 6 năm 2021. Đối tượng hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 là các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian có người đang thực hiện cách ly y tế. EVN Hà Nội đã thực hiện niêm yết công khai về chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện tại các địa điểm giao dịch trên website của tổng công ty và đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư trong nhiều tháng qua đã khiến cho mọi hoạt động kinh tế xã hội bị đình trệ, nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Xót xa hơn, COVID-19 ập đến đã khiến cho hàng nghìn đứa trẻ mất gia đình, niềm vui bên cha mẹ giờ chỉ còn là ký ức, thậm chí với những em bé mới sinh vẫn chưa được cảm nhận trọn vẹn hơi ấm của mẹ. Chỉ tính riêng ở thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 1.500 em nhỏ mồ côi sau đại dịch. Nỗi đau phải chứng kiến cha mẹ ra đi ngay trước mắt vì dịch bệnh chắc chắn là những vết thương trong tâm hồn trẻ thơ. Nhiều người đã phải khóc khi nhìn những hình ảnh này, bởi tiếng khóc đầu đời của em cũng chính là giây phút người mẹ ra đi vĩnh viễn. Đứa bé vừa tròn 1 tháng tuổi đã mồ côi mẹ. Cha của bé, anh Duy Tiên, đang phải đối mặt với sự mất mát người thân và lo sợ rằng đứa con gái nhỏ của mình một ngày nào đó sẽ biết là không còn mẹ. Giữ lại những cái kỷ vật của con mẹ. Rồi giờ mình cũng làm hết sức để cho con tuổi lớn lên nó đỡ bất cứ ai buồn tuổi, chứ giờ không chưa một lần thấy mẹ. Thì cũng cố gắng, thì cũng động viên anh nó thì cố gắng học đi, rồi ra phụ ba để chăm lo cho em. Khi cơn bão COVID-19 kéo tới vào những ngày tháng 9, cả 4 thành viên trong gia đình đều trở thành F0. Ngày đứa trẻ này về với gia đình sau 1 tháng tìm lại sự sống ở bệnh viện thì cũng là ngày bàn thờ của mẹ được lập tạm tại căn phòng trọ nhỏ. Nơi đây em được gặp cha, gặp anh, chị và những người thân. Căn nhà thuê trọ ngày nào còn rộn ràng tiếng nói cười trò chuyện. Hôm nay là không khí im ắng và sự nghẹn ngào trong nước mắt khi nhắc về mẹ của đám trẻ. Mẹ mất thì con cũng lúc mẹ. Mẹ bị bệnh thì con cũng lo. Cái mẹ mất thì con rất buồn, nhớ mẹ. Cố học giỏi để mẹ nghỉ tốt thì mẹ cũng được nghỉ tốt. Vợ cứ nói là một hai là mẹ phải biết mẹ giờ lúc giờ làm lúc gì là mẹ cố lên về. Ba đừng có lo, ba con ở nhà cứ chăm chăm sức khỏe. Tin nhắn cho mình vậy. Lấy sữa cho hai đứa nhỏ uống, uống vừa xong là hai cái thuốc của bác sĩ bệnh viện điện về. Lúc đó là mình thấy là lúc khuya rồi, 10 giờ đêm đó. Bác sĩ nói là thông báo cho người nhà là bệnh đã mất, không qua khỏi. Đại dịch đi qua, hàng nghìn đứa trẻ bỗng trở thành mồ côi. Tại thành phố này, hơn 1.500 đứa trẻ mồ côi giữa đại dịch là từng ấy nỗi đau, không gì bù đắp nổi. Rồi đây, bằng những chính sách, bằng sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức, chắc chắn những đứa trẻ mồ côi vì dịch bệnh COVID-19 sẽ có chỗ nương tựa, sẽ được quan tâm, chăm sóc đủ đầy trong hành trình nhiều chông gai phía trước. Nhưng với những đứa trẻ này vẫn có một khát khao, đó là hơi ấm tình thân.
Theo kế hoạch đã được Bộ Tài chính phê duyệt, giai đoạn 1 của kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử sẽ bắt đầu từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Để đảm bảo thực hiện theo lộ trình, Tổng cục Thuế đang gấp rút hoàn thiện những bước cần thiết để chính thức áp dụng hóa đơn điện tử từ tháng 11 năm 2021 triển khai tại 6 tỉnh thành phố, gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Bình Định. Chỉ cần những thao tác đơn giản trên máy tính, doanh nghiệp này đã thực hiện xong hóa đơn điện tử cho khách hàng. Doanh nghiệp chia sẻ, hóa đơn điện tử sẽ thuận lợi hơn rất nhiều khi bộ phận kế toán trước kia cần 4 nhân viên, thì nay chỉ cần 2 nhân viên. Áp dụng cái hóa đơn điện tử này, khi mà chúng tôi xuất làm một cái số công chứng là chúng tôi xuất hóa đơn luôn. Chúng tôi cập nhật vào đó và hai cái này nó liên kết với nhau. Cho nên chúng tôi chỉ cần một lần nhập là nó liên kết giữa cái hệ thống của công chứng và cái hệ thống của thuế. Cho nên là cuối tháng chỉ cái in ra là xong. Chứ trước đây là chúng tôi phải nhập hai lần, nhập bên này xong, văn phòng nhập cái phí công chứng xong, thì chuyển qua bên kế toán lại nhập một lần nữa. Là chúng tôi, mà nó khi cả ngày là 15-20 vụ ví dụ như vậy, hoặc là nhiều hơn là 40-50 số như vậy, thì nó rất là mất thời gian và cũng phải mất một cái người phải làm cái việc đó. Nhưng hiện nay là chúng tôi xuất liền. Theo các chuyên gia thuế, dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp. Việc doanh nghiệp thực hiện hóa đơn điện tử là rất cần thiết trong lúc này, giúp doanh nghiệp hạn chế tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để phòng chống COVID-19 an toàn, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu các thủ tục hành chính an toàn, bảo mật. Khi thực hiện hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp sẽ rất là thuận lợi. Cái thuận lợi thứ nhất đó là tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, cho xã hội và cho cả cơ quan thuế, không phải in ra rồi lưu trữ hóa đơn 10 năm hàng chồng hóa đơn là như vậy. Rồi lại là khi mà kết nối thì có thể thông qua cơ quan thuế sẽ cấp cho họ một cái code và sau đó họ sẽ vào và họ sẽ được truy tìm tất cả những hóa đơn liên quan đến hoạt động mua bán của mình. Và như vậy cái đối chiếu về các cái vi phạm về hóa đơn, sử dụng hóa đơn chứng từ nó sẽ nhanh hơn, nó dễ dàng và thuận lợi hơn. Theo ước tính của Tổng cục Thuế, các doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn giấy sẽ phải bỏ ra mức chi phí trung bình là trên 1.000 đồng cho mỗi hóa đơn. Theo đó, với khoảng 4.000 tỷ hóa đơn mỗi năm, thì chi phí hóa đơn mà các doanh nghiệp phải bỏ ra là 4.000 tỷ đồng. Không chỉ vậy, việc sử dụng hóa đơn giấy còn kéo theo nhiều chi phí phát sinh khác như là phí lưu trữ, truyền nhận, vận chuyển hóa đơn. Song nếu chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, thì các doanh nghiệp có thể tiết kiệm mức chi phí hóa đơn lên đến 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Đối với các tỉnh, 6 tỉnh triển khai giai đoạn 1 thì Tổng cục Thuế đã ước lượng đâu đó nó có thể khoảng phát sinh khoảng 4 đến 5 tỷ hóa đơn một năm. Chính vì vậy Tổng cục Thuế cũng nhận thức được là cái việc triển khai cái phần hạ tầng công nghệ thông tin là cực kỳ quan trọng để đảm bảo cái việc là tiếp nhận các cái dữ liệu hóa đơn điện tử của người nộp thuế để không gián đoạn cái gọi là cái quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Thế thì đối với giai đoạn 1 thì Tổng cục Thuế cũng đã, đến thời điểm này thì Tổng cục Thuế đã chuẩn bị toàn bộ phần hạ tầng kỹ thuật và hiện tại đang hoàn thiện cái phần mềm hóa đơn điện tử để sẵn sàng cho cái việc tiếp nhận hóa đơn của doanh nghiệp. Với quy trình quản lý minh bạch, lợi ích của hóa đơn điện tử đã giúp cho hoạt động của doanh nghiệp được thông suốt, giảm thiểu các lỗi xảy ra trong quy trình hoạt động. Tổng cục Thuế cũng cho biết, đến thời điểm này, ngành thuế cũng đã sẵn sàng về hạ tầng công nghệ thông tin để triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1 tại 6 cục thuế địa phương từ tháng 11 năm 2021. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.